hàng thì tháng mới lại tới rồi. Hôm nay thì công ty Xenon Solar xin phép giới thiệu quý khách về một cái bảng giá cập nhật mới nhất trong tháng 4 này, cho quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm với công ty Xenon Solar nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video báo giá sản phẩm ngay bây giờ nhé. Và đầu tiên thì sẽ là những cái dòng đèn năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Việt Nam. Và với cái mẫu đèn pha năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Việt Nam thì nó sẽ có cái kiểu dáng khá là đẹp mắt, khá là phổ thông. Tuy nhiên là cái độ sáng của đèn cho ra cực kỳ tốt. Và với dung lượng pin của đèn thì nó cũng khá là cao, nên là nó vẫn đảm bảo cho quý khách sử dụng được trên 12 tiếng hoàn toàn bình thường. Và với cái công suất 100W thì giá bán sẽ là 1.050.000 đồng. Công suất 200W thì giá bán sẽ là 1.450.000 đồng. Và công suất 300W giá bán sẽ là 1.750.000 đồng. Và với cái chiếc đèn pha thương hiệu Việt Nam này, công ty Xenon Solar đã bán rất là nhiều rồi. Thì với cái mẫu đèn này, công ty Xenon Solar thứ nhất là bán với mức giá cực kỳ rẻ cho khách hàng có thể mua về trải nghiệm chất lượng sản phẩm, áp dụng số lượng là 1 bộ hoặc 2 bộ. Tuy nhiên nếu khách hàng mua từ số lượng 3 bộ trở lên thì mức giá sẽ có sự thay đổi, sẽ chiết khấu lại nữa. Cho nên nếu khách hàng nào có nhu cầu mua số lượng nhiều thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể báo giá cho quý khách cái mức giá tốt nhất nha. Rồi tiếp theo đây chính là cái mẫu đèn sân vườn UFO công suất 250W. Thì với cái mẫu đèn này hiện tại đang có ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nha. Nhưng mà My thì My đang trưng bày cái ánh sáng vàng ở đây. Thì với cái chiếc đèn UFO năng lượng mặt trời ánh sáng vàng thì giá bán sẽ là 1.500.000 đồng. Còn UFO 250W ánh sáng trắng thì giá bán sẽ là 1.400.000 đồng của quý khách nha. Tiếp theo sẽ đến cái mẫu đèn pha năng lượng mặt trời 500W. Thì với cái mẫu đèn này là cái dạng đèn giá rẻ, có phần vỏ làm chất liệu nhựa cứng. Nhựa nhưng mà nó rất là cứng cáp nha. Thì với cái mẫu đèn 500W này, công ty Xenon Solar đang áp dụng mức giá là 1.800.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và tiếp theo đây thì mình sẽ báo giá đến quý khách về những cái mẫu đèn năng lượng mặt trời sử dụng trong nhà. Thì đèn năng lượng mặt trời sử dụng trong nhà thì thường nó sẽ có 3 dạng. Một dạng là dạng bóng bút nè, một dạng đèn thả và một dạng đèn ốc tròn. Thì với chiếc đèn bóng bút năng lượng mặt trời thì nó sẽ có hai công suất là 150W và 200W. Thì với chiếc đèn công suất 150W này thì giá bán sẽ là 560.000 đồng. Còn chiếc đèn công suất 200W này thì giá bán sẽ là 620.000 đồng. Thì với chiếc đèn bóng bút thì nó sẽ có thiết kế khá là nhỏ gọn và rất là đẹp. Tuy nhiên thì với chiếc đèn này nó sẽ có 4 màu ánh sáng cho quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn, tùy chỉnh theo ý. Nó sẽ có màu ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính và ánh sáng cam. Và với cái mức giá trên thì công ty Xenon Solar đã bao gồm vận chuyển tận nơi trên toàn quốc cho quý khách. Và sản phẩm này đang được bảo hành cho quý khách trong vòng 1 năm. Và tiếp theo thì sẽ là cái combo bóng bút năng lượng mặt trời. Thì đây là một cái mẫu đèn chuyên dùng cho khách hàng thích đi du lịch, đi cắm trại hoặc là đi phượt á. Thì mọi người có thể đem chiếc đèn này theo bởi vì nó rất là nhỏ gọn luôn. Và cái chiếc đèn này thì My đang bán theo combo 3 đèn với mức giá là 790.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Đó, đèn rất là ok luôn ha. Mới vừa làm một cái video test độ sáng thực tế ban đêm của chiếc đèn bút này trong chuyến cắm trại của My rồi đó. Thì nếu khách hàng nào chưa xem thì My để link dưới phần mô tả cho quý khách xem nha. Và tiếp theo sẽ đến cái mẫu đèn thả JD6128 công suất 100W. Thì với cái mẫu đèn này nó sẽ có hai màu ánh sáng tích hợp trong một luôn, vừa có ánh sáng trắng và vừa có ánh sáng màu vàng. Và thời gian chiếu sáng của đèn thì nó có thể kéo dài từ 12 tiếng đổ lên nha mọi người. Và giá bán chỉ có 1.050.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì đèn này nó sẽ có phần đỏ làm chất liệu bằng nhôm, cho nên là khi mà quý khách lắp đặt chiếc đèn ngoài trời cũng được luôn. Đó, đèn này xài trong nhà cũng được, ngoài trời cũng được nha. Giá chỉ có 1.050.000 đồng thôi. Và còn một mẫu nữa để sử dụng trong nhà cho quý khách, đó chính là chiếc đèn năng lượng mặt trời ốp tròn. Và với chiếc đèn năng lượng mặt trời ốp tròn thì nó có thể là giúp cho quý khách chiếu sáng được trong diện tích khoảng tầm 40-50m² và phù hợp ở trần nhà thấp. Giá bán chiếc đèn ốp tròn năng lượng mặt trời công suất 200W tại công ty Xenon Solar sẽ là 1.050.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Tiếp theo chính là một cái dòng đèn đến từ thương hiệu Rolex. Thì đây là một cái dạng đèn có độ sáng chuẩn, chuyên dành những công trình hoặc là khách hàng cần độ sáng cao. Thì ở đây My đang có công suất là 200W, 300W và 500W. Và với chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 200W này thì công ty Xenon Solar sẽ quay về giá niêm yết là 2.300.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì với mẫu đèn này thì nó có thể pha xa cho quý khách là tầm 15-20m và diện tích bao phủ của đèn có thể là 150m² nha. Thì tiếp theo sẽ là một cái mẫu đèn siêu sáng công suất 500W cũng đến từ thương hiệu Rolex luôn. Thì với cái mẫu đèn này có thể pha xa được trong tầm 30-50m và bao phủ tỏ rộng trong diện tích khoảng tầm 400m². Giá bán hiện tại của chiếc đèn này sẽ là 3.700.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và tiếp theo sẽ đến hai cái mẫu đèn pha năng lượng
mặt trời cũng đến từ thương hiệu Rolex. Tuy nhiên là với cái độ tỏ rộng của chiếc đèn này nó lại cực kỳ cao luôn. Chúng tôi đang có chiếc đèn Rolex 2.0 300W và chiếc đèn Rolex 3.0 500W. Thì với chiếc đèn Rolex 2.0 thì giá bán sẽ là 2.800.000 đồng. Còn với chiếc đèn Rolex 3.0 này thì giá bán sẽ là 3.500.000 đồng. Và với những cái sản phẩm từ thương hiệu Rolex thì nếu khách hàng cần một chiếc đèn độ sáng cao thì có thể là cân nhắc cái dòng này. Bởi vì là không có cái dòng nào có cái độ sáng tốt như thế này đâu nha mọi người. Với dòng đèn năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Rolex thì dây dẫn của đèn chỉ dài có 2,5 m mà thôi. Thì nếu khách hàng nào có muốn mua thêm dây dẫn thì em cũng có bán kèm theo cho quý khách luôn. Đây cái cặp dây dẫn cực kỳ chất lượng, cực kỳ to luôn nha. Ở với cái sợi dây nói này thì công ty Xenon Solar nhập nguyên một kiện về luôn. Nó có đầu giác sẵn hết rồi, mọi người về chỉ cần cắm cho thôi. Ví dụ mà bán lẻ, công ty Xenon Solar sẽ bán lẻ là 350.000 đồng. Tuy nhiên nếu mà bán kèm theo chiếc đèn Rolex thì công ty Xenon Solar sẽ áp dụng mức giá cho cặp dây nói này sẽ là 280.000 đồng nha mọi người. Và tiếp theo đây sẽ đến với những cái mẫu đèn năng lượng mặt trời có 3 màu ánh sáng. Đèn pha năng lượng mặt trời 3 màu. Thì ở đây công ty Xenon Solar đang cung cấp 3 công suất là 100W, 200W và 300W. Với công suất 100W thì giá bán sẽ là 1.100.000 đồng. Công suất 200W thì sẽ là 1.400.000 đồng. Còn với công suất 300W này thì giá bán sẽ là 1.880.000 đồng. Và với dòng đèn pha 3 màu thì nó sẽ có tích hợp luôn 3 màu ánh sáng trong một, là màu ánh sáng trắng nè, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính. Thì quý khách có thể dùng chiếc đèn này như là một chiếc đèn trang trí cũng được, hoặc là dùng để chiếu sáng cũng cực kỳ ok. Thì với cái mẫu đèn pha 3 màu năng lượng mặt trời này thì đây là một cái mẫu đèn mới, cho nên là hy vọng là cũng sẽ nhận được sự tin tưởng cũng như là ủng hộ tất cả các khách hàng cái mẫu đèn này nha. Giá cũng khá là rẻ. Rồi, tiếp theo đây sẽ là cái mẫu đèn pha năng lượng mặt trời siêu hot. Đó chính là chiếc đèn pha năng lượng mặt trời FSW. Thì với cái dòng đèn này thì công ty Xenon Solar hiện tại còn 4 công suất đầy đủ hết cho quý khách luôn. Đó chính là công suất 100W, 200W, 300W và 400W. Và với chiếc đèn 100W đến từ thương hiệu FSW thì công ty Xenon Solar mới có một chương trình khuyến mãi cho mẫu đèn đó. Thì giá bán sẽ là 780.000 đồng. Tuy nhiên là mức giá trên chưa bao gồm vận chuyển tận nơi cho quý khách. Còn với chiếc đèn tiếp theo là công suất 200W đến từ thương hiệu FSW thì mức giá của chiếc đèn này sẽ là 1.280.000 đồng. Công suất lớn hơn nữa là công suất 300W. Thì với chiếc đèn công suất 300W sẽ có cái mức giá bán là 1.500.000 đồng. Và cuối cùng đó chính là công suất 400W, là công suất lớn nhất của dòng đèn pha FSW. Thì với công suất 400W thì giá bán sẽ là 1.800.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì với cái mẫu đèn năng lượng mặt trời FSW, đây là một cái dòng đèn giá rẻ nhất về công ty Xenon Solar. Tuy nhiên thì chất lượng của đèn thì nó cũng rất là ổn định, cho nên là cũng được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì hy vọng là cái mức giá có đang giảm đôi chút này sẽ giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn một cái sản phẩm duy nhất. Và tiếp theo đây thì My cũng sẽ báo giá luôn những cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời. Quý khách có thể dùng những chiếc đèn này để lắp đặt ở những tuyến đường nông thôn, bởi vì là cái mức giá của đèn thì nó là cực kỳ ưu đãi. Và với cái mẫu đèn đường FSW công suất 300W này thì được rất là nhiều công trình để mắt tới. Đây là một cái dòng đèn năng lượng mặt trời giá rẻ nhưng mà nó lại sử dụng công nghệ tân tiến nhất, đó chính là cái dòng pin khối LiPo 4 để giúp chiếc đèn có thể lưu trữ năng lượng điện tốt hơn. Và với chiếc đèn FSW công suất 300W này thì giá bán ngày hôm nay sẽ còn là 1.350.000 đồng. Tiếp theo sẽ là những cái mẫu đèn mới của công ty Xenon Solar sắp giới thiệu tất cả quý khách. Đó chính là những cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời cho công trình giá rẻ này. Thì nó sẽ có công suất là 500W, 600W và 700W. Thì với cái mẫu đèn công suất 500W thì giá bán sẽ là 1.550.000 đồng. Với chiếc đèn công suất 600W thì giá bán sẽ là 1.700.000 đồng. Còn với chiếc đèn 700W thì giá bán sẽ là 2.050.000 đồng. Thì với cái mẫu đèn này nó sẽ có thiết kế khá là đẹp mắt. Với những chiếc gương cầu lò như thế này nó sẽ giúp chiếc đèn có thể lan tỏa cái độ sáng tốt hơn. Và với cái thiết kế này thì công ty Xenon Solar hiện tại đang có màu ánh sáng trắng, màu ánh sáng vàng luôn. Thì nếu khách hàng nào có công trình mà còn ánh sáng vàng thì cứ liên hệ ngay với công ty Xenon Solar thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng cho quý khách nha. Và đây là một cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời pin rời đến từ thương hiệu Rolex. Thì cái mẫu này là một dạng đèn cho công trình dùng để chiếu sáng ở những khu công nghiệp nè, hoặc là những nơi cần độ sáng cao. Thì với chiếc đèn Rolex 200W dạng pin rời này thì mức giá bán sẽ là 2.100.000 đồng. Đấy, cái đèn này nó sẽ có cái dung lượng pin rất lớn và độ sáng của đèn cho ra cũng rất là tốt nha mọi người. Đèn đường năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Rolex này thì công ty Xenon Solar đang bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Và cuối cùng thì trên tay My đang cầm đó chính là chiếc đèn đường năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Rolex với công suất là 300W. Với cái mẫu đèn Rolex công suất 300W này, công ty Xenon Solar đã từng
cung cấp cho rất là nhiều công trình, cũng như là đã từng đi lắp ở một cái khu công nghiệp Đồng Xoài 3 tại tỉnh Bình Phước. Thì nếu khách hàng nào cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời có độ sáng tốt để lắp đặt trên những cái khu công nghiệp hoặc là chiếu sáng ở những cái nơi cần độ sáng cao thì quý khách có thể cân nhắc và lựa chọn cái mẫu đèn này. Mẫu đèn này thì em cũng đã có lắp rất là nhiều công trình rồi, cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn. Thì với chiếc đèn đến từ thương hiệu Rolex này thì chip led của đèn vẫn là sử dụng chip led của Mỹ nha. Và pin chứa bên trong của đèn nó vẫn đảm bảo được xuyên đêm và trên 20 tiếng. Chiếc đèn đường pin rời Rolex công suất 300W này thì giá bán ngày hôm nay sẽ là 3.100.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì nếu khách hàng nào có thích cái mẫu đèn này thì nhanh tay liên hệ với em nha. Và trong năm 2023 này, công ty Xenon Solar cũng vừa nói ở đầu video chính là một năm bùng nổ với tất cả những cái mẫu đèn năng lượng mặt trời, từ giá siêu rẻ, giá tầm trung và một cái mức giá dành cho công trình. Thì nếu quý khách hàng nào có ưng ý một trong tất cả những cái mẫu đèn của công ty Xenon Solar này thì khách hàng có thể nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để chốt đơn. Và với cái mức giá mà trên video này My báo cho quý khách thì tất cả My đã giảm cho quý khách 100.000 rồi đó. Thì nếu khách hàng nào mua cái số lượng từ 1 tới 2 cái thì công ty Xenon Solar sẽ áp dụng cho cái mức giá này. Còn ví dụ mà quý khách hàng mua từ số lượng 3 cái trở lên thì công ty Xenon Solar sẽ có giá chiết khấu thêm cho khách hàng có thể mua được một chiếc đèn năng lượng mặt trời với giá tốt hơn nha. Thì nếu khách hàng nào có nhu cầu mua đèn hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để chốt đơn nha. Và với cái video báo giá tháng 4 này thì hy vọng là sẽ giúp cho quý khách có thể lựa chọn sản phẩm hợp lý. Còn bây giờ thì My cũng xin cảm ơn khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở video báo giá đèn năng lượng tháng 5 nha.